Lần đầu tiên cho phép em Phương, Salon Luxury Car Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị. Và lại một mẫu xe mới nữa vừa mới về nên em tranh thủ làm video để giới thiệu cho anh chị được nắm rõ. Đây là chiếc Hyundai Accent bản 1.4 số tự động. Thì chiếc xe này sản xuất năm 2018 mà hiện trạng mới chạy được 4.6 km. Giá chiếc xe này đang được chào bán tại salon em là 458 triệu, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng được 70% nếu anh chị có nhu cầu. Một chiếc xe màu trắng, nội thất 2 màu, ghế da 2 màu, còn rất là đẹp. Dòng Hyundai Accent là một mẫu xe Hàn Quốc lắp ráp tại Hyundai Thành Công, cũng đón nhận được rất là nhiều của thị trường Việt Nam. Mẫu xe này thiết kế rất trẻ trung, rất đẹp. Từng đường nét vuốt dọc từ đầu xe đến đuôi xe, đó, rất đẹp. Đó, cũng có đèn xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương, la răng hợp kim đúc. Chiếc này 15 inch, 4 phanh ABS, rồi có đèn bi này, có giải LED định vị ban ngày đầy đủ. Hệ thống hai đèn gầm cũng là đèn bi. Toàn bộ hệ thống keo chỉ nhá, vẫn còn này, keo chỉ còn, mái số zin, các cái cánh cửa này còn nguyên. Đó, nội thất bên trong chiếc xe đây, nội thất là ghế da 2 màu, ghế da 2 màu này, cần số, vô lăng rất đẹp. Xe đi 46.000, 4.6, để nổ start top này, tăng giảm âm lượng, có màn hình cam lùi theo xe. Đó, hệ thống gương chỉnh điện. Hyundai Accent động cơ 1.4, theo như công bố của nhà sản xuất thì mẫu xe này nó chỉ tiêu hao khoảng tầm từ 5.8 cho đến 6 lít xăng thôi. Ở phía sau này cũng được trang bị màn trang bị 4 mắt cảm biến sau và camera lùi. Và đây là khoang hành lý của chiếc xe. Đây dưới này là lốp dự phòng này. Đó, lốp dự phòng còn rất đẹp. Mà lốp dự phòng hầu như còn chưa hạ đâu, vẫn còn nguyên mới sơn. Chiếc xe này lốp dự phòng chưa hạ, chạy hơn 4 vạn mà chưa hạ lốp dự phòng. Xe cũng được trang bị thêm hệ thống an toàn như hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt này, gương chỉnh điện, cục điện có luôn. Máy rất đẹp, phòng máy đây còn nguyên bản hết, abu này. Vâng, em sẽ tóm tắt nhanh một lần nữa thông tin của chiếc xe này. Đây là chiếc Hyundai Accent bản 1.4 số tự động, sản xuất 2018, xe màu trắng, nội thất ghế da 2 màu. Tình trạng xe đã sử dụng được 4.6 và hiện tại đang có mức giá chào bán tại Salon Luxury Car Hải Dương là 458 triệu. Mọi chi tiết quý anh chị có thể liên hệ vào số 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Xin chào và hẹn lại quý anh chị vào những video lần sau.